Xin chào tất cả các bác. Sau khi dỡ những cái căn nhà cũ về thì anh em đang tiến hành là đánh bóng vệ sinh những cái cây cột cũ như thế này đây. Đây là những cái cây cột cũ đây. Sau khi là đánh bóng ra này các bác nhìn đấy. Sau khi đánh bóng ra cái là vân veo của nó là nhìn cũng ghê gớm luôn đấy. Lim à. Toàn bộ lim hết. Đánh bóng ra cái là nhìn là nhìn là nét lên nét nha. Nhìn lại nét đẹp nha các bác nhìn. Cái lim thanh hóa. Những cái phần gỗ của nó đây. Như sừng như sắt hết cả. Cái này. Thích thật. Nó sướng thật. Đấy, cái bộ nhà lim hôm vừa rồi dỡ ở trên Bắc Giang. Lim xanh. Chất gỗ phải nói là ghê gớm thật. Như nhà mới luôn. Đánh bóng những cây cột này. Trả lại tên cho em. Trả lại tên cho em. Sau bao nhiêu năm tháng. Lần vời quá.